Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Nexomon nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy cho mình một like nhá, một cái comment và một chia sẻ nhé. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Thế sao tôi vẫn đang ở đây nhỉ? Hình như tôi đã lưu lại rồi anh em ạ. Nếu mà may mà lưu lại rồi thì ngon ha. Chính xác là lưu rồi, Aka đã tiến hóa rồi này anh em. Không ai chưa tiến hóa còn gì thì tiếp tục. Không biết là mình đang đi đâu ấy. Không ai đi đâu à, Next Trap này. Đây là cái trại mèo à. Cái này thì chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi đâu nhỉ? Thật ra là cái cốt truyện này thì mình cũng không rõ là chúng ta sẽ đi đâu. Không biết là đi đâu, sẽ về đâu đây. Ok. Đi nào anh em ơi. Đường này đi đâu nhỉ? Đường này chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Thật ra là cái đường này tôi không biết là mình đi sẽ đi đâu. Quên hết cái cốt truyện à, không phải quên hết cái đường đi của cái phần trước rồi. Thôi kệ đi. Vào mua ít Nexo Chap, ít XP. Có cái map nhỉ? Không có map thì đúng rồi, khó đi. Hơi là khó khăn cho truyền chúng ta vậy. Thôi tôi sẽ quay trở lại cái khu rừng để tìm cái lối nào đó nhá. Đây là lối nào đây? Fun through. Ok, con này mà gặp con bọn kia thì nó lại dập cho chết. Chúng ta sẽ sử dụng con Bika. Ấy, 13 đam. Ghê gớm ấy, nhờ. Hình như là sấm sét. Ôi chết rồi, no effective mà. Con này là không hiệu quả. Chính xác, con này không hiệu quả rồi. Thế ta sẽ sử dụng con Vulpep rồi nhá. Con Vulpep này nó tiến hóa lên thành con cáo mặc quần áo. Khá đẹp. Ui, đấm phát chết luôn à. Được phết nhờ. Level up dành cho con chuột à. Con chuột hơi yếu. Có đường đi bên này không? Không có. Con chim này à? Con chim này hình như là chưa bắt được bao giờ à? Yếu thế. Tôi bị choáng chứ. Cuộc đời tôi còn bị choáng, đánh đấm còn bị choáng này thì đánh gì? Thôi chạy thôi, đánh đi. Chúng ta sẽ chuyển sang con khác để đánh. À, đẹp. Ok. Miss 10. Đấm liên hoàn anh em ạ, 47. Được đấy, nhờ. Thôi thì lên được cấp. Đang tìm đường anh em ạ, đang tìm đường để mà tiến và bắt thêm được con gì thì bắt. Và tiến hóa được cái con này thì cũng ngon ha. Hiện tại con này đang không tiến hóa được. Thôi sẽ để cho con Philesius, con này rất là mạnh, con này level tận 32 mới có thể tiến hóa được. Nó là Mega Ray đấy anh em ạ. Bây giờ không biết là bắt được thêm con Mega. Ok. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ đấm phát như thế này. Ui. Rồi chúng ta con này khó đánh quá, nó tấn công như thế này thì làm sao. Ui, very effective. Lên level 7 luôn anh em ạ. Ngon nghe ghê nhờ. Sao bên này cái chuẩn rồi, chuẩn bài rồi. Wow, con Camolin này bắt đi, bắt xong rồi để đánh và tiến hóa đi anh em. Được đấy, con này mà tiến hóa thì quá đẹp luôn. 16 đam. Come on in. Bắt đi anh em ơi, bắt đi. Fail rồi bạn ơi. 13 này. Rồi anh em ơi.
xong luôn. Come on lên. Đấy, add to party luôn. Chúng ta sẽ thay cho con fan fruit tại vì nó không tiến hóa được. Thì nên thay. Cố gắng tiến hóa con đấy, bây giờ tiến hóa con kia nữa là đẹp. Anh em nhỉ, tôi nghĩ là thế. Thế thì thay thế thôi. Runage cho con Chameleon lên trước. Con đấy giống nhiều cái con ngậm tăm ấy, anh em, ngậm tăm cho Pokemon ấy. Khá là giống luôn ý. Tôi thấy thật sự giống. Và mình sẽ cho vào team này. Thay cho Chameleon này, swap lên thành Rattapon này. Ok. Bây giờ về chắc về nhà để hồi máu xong rồi luyện. Funfru thì nên chạy đi anh em ạ. Chạy. Felicius. Fail rồi, mày đấm tao á. Một đòn mày chết thôi cưng ạ. Chameleon thì đang hơi yếu. Cần phải luyện cho nó lên level là nó sẽ được ấy mà. Là nó sẽ có đầy máu ngay mà. Lại Chameleon, ok. Đáng thích luyện à. Đạp ta phát à. Đôi bàn chân nhuốm máu. Sút cho phát. Ok. Fail. Sút cho phát nữa. Chính ra còn đắt hơn cái kia. Cái này sao có thể trâu nhỉ. Rồi ok anh em. Ôi, rồi. Team. Rồi đấy. 16 này. Một đòn này 45. Chỉ cần luyện con kia ôi lên level up rồi. Có thể sẽ được đi đấm nhau với bọn này anh em nhá. Mình nghĩ đi đấm nhau là ok ha. Đấy, vào đây. Con này lạ nhỉ? Có nên bắt không ta? Ui, yếu vãi cả lìu. Yếu quá bạn ơi. Đấm phân 13 đam rồi. Thì đấm cái gì đây? Ok. Xong rồi anh em ơi. Được, ấn vào team này. Và con này đang còn có 22 chứ rồi, còn 22 năng lượng. Đấm nhau cái cũng rụng mặt. Rụng team ạ, ok. 41, level up. Level 10 đấy, con đấy tiến hóa bao giờ tiến hóa nhỉ? Không biết, database Chameleon. Nó chỉ làm con cấp độ C thôi, mình thấy đó. Vãi cả lều, con này không tiến hóa. Con này không tiến hóa anh em. Vãi chửi thật, không tiến hóa. Lừa mình rồi, không tiến hóa rồi. Một số con không tiến hóa nhá, con này level 17 tiến hóa này. Level 23, level 35, ôi. Level 23, level 47. Vãi cả, good. Con level cao thế. Chắc là thế nó con chuột thôi anh em ạ. Rattapons. Oh my god. Chắc thế nó con chuột thôi. Hoặc là tìm đường anh em ơi. Tìm đường giải cứu đất nước à. Đi bắt cái món mới đi. Mình... Ơ chết rồi. Con này hết mana rồi. Mười bảy đam sấm ui húc chém phát 22. No effective. Đấy. Rồi ok anh em, được rồi đấy, được rồi, đi thôi. Bây giờ đi đâu? Trên kia thì nó đang chặn đường ấy. Bây giờ tôi cũng không biết là tôi sẽ đi đâu bây giờ. Bây giờ tôi sẽ chạy ra để cho con Rastata nó lên trước. Nhờ, đẹp. Mình sẽ
cho con chuột đấy, con chuột level 16 sẽ tiến hóa thôi, lên trước là đẹp, được chưa? Con chuột mà đấm nhau với con này chắc không ăn thua lắm, đúng là yếu thật, yếu quá, yếu quá bạn ơi. Nhưng mà vẫn giết được con chim này ha, nếu mà cố đấm ăn xôi thì vẫn có thể là giết được con chim hoặc là bắt được nó, chắc là bắt được con chim này anh em ạ. Easy. Ô, nhưng mà sao cái khung hình nó bị kéo lại nhỉ? À không phải, anh em thấy cái khung hình nó bị kéo lại không? Ảo thật sự luôn. Ơ không, nhưng không sao anh em ạ, kéo thì kéo thôi. Nhưng vẫn ổn à, kéo thì kéo nhưng mà nhìn chung thì vẫn là ổn. Và chúng ta có thể add to party để thay cho một số cái con mà thấy nó hơi bị con này ạ, Chameleon này, vãi cả bíp. Con Chameleon này thì chịu rồi, con này thì đúng là bó tay chấm co mà không làm gì được. Tại vì sao? Tại vì là không thể tiến hóa được thì mình nghĩ mình không nên luyện làm cái gì có đấy cả, đó là điều chắc chắn, không nên luyện. Thì team của chúng ta, ok, chúng ta có thể vào ấn database. Cái này hay cái là sẽ vào database để xem tiến hóa nhé. 20 anh em ạ. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tập này thôi. Xin chào lại anh em nhá, bye bye.